không được dẫm vũng nước. Con đồ to, sao con lại làm bẩn quần áo rồi? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng phải chú ý vệ sinh sạch sẽ. Mưa rồi. Mưa rồi. Con đồ to, hôm nay không được ra ngoài, mưa gió sẽ làm bẩn quần áo đấy. Mẹ tạt về cũng là muốn tốt cho con thôi. Đợi tạnh mưa rồi, bố đưa con đi chơi cũng chưa muộn. Wow, nhiều vũng nước thế. Thích quá. Không được dẫm vũng nước. Chỉ cần không làm bẩn quần áo là được. Mình dẫm nhẹ thôi. Tao dẫm giỏi hơn mày nhé. Cho mày biết thế nào là biển lớn. Bố đồ nhỏ, đi trông con đồ to đi. Đừng để thằng bé nghịch bẩn quần áo. Ừ, anh biết rồi. Rốt cuộc anh có nghe em nói không vậy? Chơi thì cứ để con chơi thỏa thích. Quần áo bẩn có thể giặt mà. Phải, một ngày làm bẩn 10 bộ quần áo, anh có phải giặt đâu. Bảo anh đi trông con mà cứ lề mề, còn không mau đi đi. Mình nhảy cao nhất. Dừng lại, mau dừng lại. Bố đồ nhỏ, dẫm cùng đi. Bé tiếng thôi, không được để mẹ tập về nghe thấy. Ôi mẹ ơi, có điều bố đã dặn con không được dẫm vũng nước mà. Mẹ tập về thấy quần áo con bẩn như này sẽ nổi giận đấy. Mau về thay quần áo đi. Nhưng mà bố đồ nhỏ, con chơi chưa đủ. Thế chơi thêm 5 phút nữa, trước khi mẹ tập về phát hiện ra, phải đi thay đồ ngay, được không? Bố đồ nhỏ, bố cũng dẫm cùng đi, vui lắm. Việc này... Được thôi, cho con thấy sự lợi hại của vua dẫm nước. Bố đồ nhỏ nói khoác, con nhảy mới cao. Nhảy cao có ích gì? Quan trọng là bố còn biết nhảy ba lê trong nước cơ. Nhảy ba lê trong nước. Bố đồ nhỏ, bố siêu thế. Bố giỏi chứ. Bố đồ nhỏ, bố thành mèo khoang rồi. Hai bố con chơi vui không? Vui lắm. Bố đồ nhỏ, hai người đã chơi vui như vậy thì tự đi mà giặt quần áo bẩn của mình nhé. Mẹ tập về, em đừng giận. Còn không đi nhanh. Con còn dám thổi bố. Hai người vẫn còn quậy. Mẹ tập về, con sai rồi. Con không nên làm bẩn quần áo. Mẹ tha lỗi cho con đi. Phải đấy, bùn đất tuy bẩn nhưng có lợi cho cơ thể mà. Mẹ tập về. Mẹ tập về cũng thành bong bóng rồi. Bố xem. Ây da, anh không cố ý. Bố đồ nhỏ, em không tha cho anh đâu. Đứng lại cho em. Đứng lại, không được chạy. Được rồi, phá lệ một lần. Hai người làm gì vậy? Nào, mẹ tập về, lại đây chơi cùng đi. Vui lắm, nào, tới đây.
bảng điểm của mẹ hồi nhỏ. Con đi mở. Chào anh, nhà anh có bưu phẩm. Anh ký nhận giùm. Cảm ơn. Bố đồ nhỏ ơi, trong này là gì thế? Bố cũng không biết. Hóa ra là bà ngoại gửi đến. Có một lá thư. Cho con xem với. Bố đồ nhỏ, bố đọc đi. Chào con gái, con rể và con đồ to yêu quý. Trong hộp là đồ của tạp dề hồi nhỏ. Bà dọn nhà tìm thấy, gửi cho tạp dề làm kỷ niệm. Ký tên bà ngoại. Wow, đồ của mẹ hồi nhỏ. Thú vị quá, mau mở ra xem đi ạ. Hai bố con đang xem gì thế? Tụi con đang xem đồ của mẹ tạp dề hồi nhỏ. Bà ngoại gửi tới. Ôi chao, hoài niệm quá. Mẹ ơi, hồi nhỏ mẹ dễ thương thế. Thật à? Đây là cái gì ạ? Bảng điểm. Là bảng điểm của mẹ hồi nhỏ. Cái này không được xem. Tại sao ạ? Tóm lại là không được xem. Chắc chắn là thành tích của mẹ tạp dề hồi nhỏ rất kém, nên không dám cho chúng ta xem. Không phải đâu, mẹ tạp dề của con thành tích học tập chắc chắn rất tốt. Vậy chúng ta cược xem, ai thua thì phải chống đẩy. Cược thì cược. Mẹ tạp dề ơi, cho con xem bảng điểm của mẹ đi. Không được, đấy là chuyện riêng tư của mẹ. Chuyện riêng tư là gì ạ? Chính là bí mật của mẹ. Nhưng mình tự tìm, chả thấy đâu cả. Không giấu trong phòng mình chứ nhỉ? Tìm ra rồi. Đừng mở ra. Đây là quỹ riêng của bố. Đừng nói với mẹ. Sao bố lại giấu tiền ở phòng con? Lần này chắc chắn không sai. Đấy là của con. Bị phát hiện rồi. Con giấu đi để tối ăn. Bố nghĩ mẹ tạp dề sẽ không giấu bảng điểm ở phòng của con đâu. Thế giấu ở đâu ạ? Không sao, chúng ta hỏi thẳng mẹ tạp dề. Mẹ sẽ không nói đâu, con đã hỏi rồi. Cách bố hỏi không giống con. Mẹ tạp dề ơi, ảnh con hồi một tuổi để ở đâu ạ? Con hỏi làm gì? Con muốn xem. Trong ngăn kéo tủ phòng con ấy. Mẹ ơi, cúp bóng đá con giành được lần trước để ở đâu ạ? Con cần cúp làm gì? Con muốn bày ra phòng khách cho nổi bật. Hình như trong tủ ở phòng sách. Vẫn chưa tìm ra. Bố đồ nhỏ ơi, mẹ tập về giấu bảng điểm kỹ như thế. Khéo thành tích hồi nhỏ của mẹ không tốt thật. Con sắp thua rồi. Con đồ ta, hai ta thắng thua không quan trọng. Nếu thành tích của mẹ tập về hồi nhỏ không tốt thật, thì con không thích mẹ nữa sao? Đương nhiên con vẫn thích mẹ tập về. Dù thế nào, mẹ cũng là người mẹ tuyệt vời nhất. Toàn gia phúc sao bị lệch rồi? Bảng điểm. Hay quá, tìm thấy rồi. Wow, siêu quá. Thì ra thành tích của mẹ hồi nhỏ tốt như vậy. Ây da, sao hai người tìm được vậy? Xin lỗi mẹ, hai bố con tò mò quá, không nhìn nổi. Hai người đừng xem nữa, ngại chết đi được. Mẹ tập về, thành tích của em tốt như vậy, sao lại không muốn người khác xem? Thực ra, không phải em sợ hai người nhìn thấy thành tích, em chỉ sợ... Hồi nhỏ, em là một cô bé mập ú, sợ hai người chê cười. Mẹ tập về, em nghĩ nhiều quá rồi, không ai cười nhạo em vì cái đó đâu. Mẹ yêu ơi, dù mẹ mập hay gầy, con vẫn yêu mẹ như vậy. 35, 36, 37, 38. Con đồ to, hay là chúng ta cược xem bảng điểm của bố đồ nhỏ ngày xưa có tốt không? Không, đừng cược cái đấy, không chơi nữa.